F*** me, bro. Here, sell that to my wife. Dì má chưa nói được câu nào nữa má cười. Ok. Má, nó giật luôn. Lên. Lên. Xin chào tất cả các bạn, mình là Buko đây và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ có một buổi reaction về những tình huống bị tròn và bị fail, cũng như là những tình huống hài hước trong video. Ok, thì trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đến với lại Top Funny Moment. Let's go. Mày hả mày? Trời ơi, má mình tưởng nó hung, ai ngờ đâu. Phùng, đúng rồi, hung quá. Hung quá, trời. Và các bạn cũng đừng quên là hãy để lại bình luận bên dưới là đoạn nào là đoạn hài hước nhất nhá. Cũng đừng quên chia sẻ giúp mình nha. Mình sắp đạt được 2 triệu sub trong năm nay rồi. Cố lên. It's okay, còn ăn được, còn ăn được. Ồ, này tập yoga nè anh em. Đu cao. Ồ, sao cái cửa nó yếu quá vậy? Bà đứng hình luôn rồi kìa. À, đơm cứu má con. Ok. Tối nay khỏi ăn cơm nha con. Má mày đập mày chết cha mày. First day Ray Resting Stars tonight. Ngày đầu tiên đi làm bội bàn. Oh shit man. Ok. Má, nó giật luôn. Vãi cả. Mình cứ tưởng là cái video này là nhóc này nó cầm vậy nó đi luôn. Nó đi hết, nó đi khỏi cái khung hình luôn. Ai ngờ đâu. Ok. Được, được, được. Dạ. Má đánh bài thôi mà có cần căng đó vậy không? Ok, cưỡi cưỡi con này, cưỡi con dê. Vô. Let's go. Đi. Ui ui nhóc ơi. Ôi ui. Má mày té vô. Mày... Ui các bạn để ý không, cái hàng rào nó có những cái gọi là những cái sợi sắt á, như vậy nó sẽ gọc gọc da gọc thịt mày đó, mày chơi ngu đi mày té. Cái gì vậy? Oh my god. Oh shit. Lại. Đây, anh em để ý nha. Té xuống nước không nói đi. Ủa, cái tay đập hay là cái đầu đập vậy? Ờ, mình nghĩ là cái tay anh em ơi. Mình nghĩ là cái tay. Ô oh! Bởi nè, bởi nè. Oh! Cái gì vậy? Video thử thách đà phá nhà hả? Mày sập nè. Chuẩn bị sập nè. Mày nghiệp quốc quá chuẩn luôn. Cái này là nghiệp quốc nè anh em, coi coi mặt bác. Yeah boy. Coi mặt. Mày hả mày? Nghiệp quốc. Hello motherfucker. Ờ hôn. Cái này giống gì ta? Giống như là đi cách quốc vậy. Má Nguyễn cay gất vô đầu luôn. Rồi xong, tối nay mày nhịn cơm nè. Cấm túc mày nè, không được xem YouTube một tuần. Oh shit. Oh. Ok. Ui. Oh. Bởi kính luôn. Nên thằng nhóc này là nó đập bể kính xong cái nó đổ thừa đứa quay video. Tại mày á, tại mày quay video của tao, mày quay video tao nên là tao mới bị vậy á. Ok. Thì các bạn cũng đừng quên chia sẻ và nhấn vào nút like giúp mình nha. Ủng hộ mình thật là nhiều để mình còn có động lực để mình làm thêm nhiều video, cũng như là mình có tiền để mình mua sữa cho con nha. Ok. Cảm ơn các bạn. Oh man. Bởi kính nè. Rồi xong rồi, rồi. Gớt bàn thờ. Mày khỏi đầu thai luôn. Gia đình mày,
cái người mà cái bức ảnh, cái người trong bức ảnh mà gớt á, nó đại mẹ bên thế giới bên kia, mày qua đi con, nó xử mày nè con. Oh shit. Tập loa. Ui, rồi xong. Oh. Mình thấy á, mình cảm thấy là người Tây á, họ bị khi mà họ bị bể, nhưng mà bị gặp những cái tình huống mà không may xảy ra, họ cũng không có gọi là, họ cũng không có gào thét kinh khủng, họ cũng cười là chủ yếu, nhưng mà họ lạc quan với đời vậy đó anh em. Ôi trời ơi, con chim nó có mổ đầu nó hoài vậy, tội nghiệp sốc, trời ơi đừng có mổ nữa, tội nghiệp nó. Anh em coi nè, từ từ anh em coi nè, Happy New Year nè. Coi giọng thằng nhóc nó giảm tần suất lại. Happy New Year. Oh. Làm gì vậy? Oh. Mình muốn chơi thử trò này anh em à. Oh. Đâu phải. Cái gì vậy? Coi lại coi. À con mèo. Oh shit. Oh. Ôi chiếc xe nó kháng đi. Nó ủi đi con mèo luôn. Ủi con mèo bay luôn. Ôi con mèo, mấy con mèo này mắc này đây. Xuống nước nè. 1 2 3. Xuống nước. Oh shit. Ném đá dấu tay anh em à. Máng lên chảnh luôn. Ui. Ok, mấy thằng Tây nhiều khi chơi ngu lắm anh em à. Oh! Shit, man. Méo rồi, chuẩn bị méo rồi. Xỉu rồi. Ok. Oh. Lăn thôi. Oh. Wow, cái chân mà đập vô cục đó là phê lắm á. Đây. Easy man. Yo. Cái gì vậy ba? Cái chân xong cái ngừng là sao? Vô. Hey. Fuck this shit, I'm out. Oh man, yo man. Oh. Ah. Ôi hình như bả đè lên con chó luôn này phải. Oh shit. Gì vậy? Là dễ thương vậy? Ôi trời ơi, nó bự. Ôi, nó chui qua được luôn kìa. What? What the fuck? What the fuck was that? Sao cái bồn cầu gì ngộ vậy? Cái bồn cầu gì đỉnh vậy? Má, tạo ra tiếng nước lộng, tạo ra tiếng kêu luôn. Ok. Cái này dành con nít nè, ổng mà nhảy một cái là chết nè. I think that's too far away. Oh my lord, just don't break your neck. Nè, chuẩn bị chơi ngu nè, chuẩn bị nè. 3, 2, 1. Yeah. Đi đầm mầm bà quê. Mầm bà quê. Đi luôn. Oh. Má, mình cứ má tập kiểu gì vậy trời. Rồi. U What happened? Nghỉ, hôm nay không tập gì nữa. Nghỉ, tập tành gì giờ này. Đen. Ok, các bạn cũng đừng quên chia sẻ cái video này giúp mình nha. Đừng quên là nhấn vào nút like với mình, nhấn vào nút đăng ký để giúp mình đạt 2 triệu sub trong năm nay á.
tới nay ổng là chắc chắn là không được ăn cơm rồi. Lên! Lên! Và đập thẳng vô cái đầu luôn, bùng gãy. Ok. Ừ. Tại vì bà lộn, bà lủng luôn rồi. Hey brother Vince, how you going bro? Where you been mate? Been ringing you, you don't answer back, you don't answer back. Come on bro, what's going on? Hey, ring me bro. Here, sell that to my wife. Vậy má chưa nói được câu nào để má cười. Hey bro, that's my wife. You wanna see my kid? Yeah. À, cái con nè, cả gia đình, cả gia đình đáng yêu á, cả gia đình gọi là gì ta, cả gia đình có một cái gọi là một cái gu hình tượng rất là đẹp. Dành, dành cái giường đó mày, bố lôi mày ra là bố giật mày chết cha mày luôn. Dành đó mày, okay. Dành đó mày, dành đó mày. Đi ra, nhà của bố mày cứ được. Oh shit. Oh shit. Oh my goodness. Đập thẳng vô mặt luôn. Oh. Con mèo hả? Con mèo, nếu mà con mèo có móng là thằng này nó mù luôn ấy. Như vậy rất là nguy hiểm nha anh em. Bởi vì đôi khi mà hả, để con nít ở gần con động, mấy con động vật cũng rất là nguy hiểm luôn á. Ok, nói chung thì cũng giải trí cho chúng ta một ngày rồi. Hôm nay các bạn đã giải trí được chưa? Nói chung là video này đã giúp các bạn thoải mái hơn chưa? Ok thì video này cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video, động hồ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, peace.